Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại với channel của mình và mình là người lạ. Chắc chắn là các bạn cũng đã đọc được cái tiêu đề video này rồi. Thì uh, thực ra đọc qua thì tưởng nó đơn giản, nhưng mà nếu các bạn suy nghĩ kỹ một chút ấy, thì đấy là một câu hỏi không hề dễ trả lời một chút nào. Nếu như mà các bạn có khoảng hơn 1 triệu Chúng ta muốn mua một đôi giày không phải đi lifestyle nhé Không phải là thuần đi lifestyle Chúng ta muốn mua một đôi giày chơi thể thao được, chạy được Mà nó êm, mềm Thì có rất rất nhiều hãng có giày ở mức giá nó đáp ứng được Có rất rất nhiều hãng, rất rất nhiều Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta muốn mua một đôi giày tới từ thương hiệu Nike Thương hiệu thể thao số 1 thế giới Thì liệu với mức giá thấp như vậy Chưa đến 50 đô như vậy chúng ta có mua được hay không Thì đó là một câu hỏi Các bạn cứ thử nghĩ xem Thực tế ra là có rất rất ít sự lựa chọn Thực sự rất ít sự lựa chọn Ngày hôm nay thì mình có câu trả lời với lại một sự lựa chọn Theo mình là khá là sáng giá trong mức giá này Bây giờ, tại Việt Nam Chúng ta sẽ có một mẫu giày có tên mới Đó là Nike Renew Thì mới hay là làm mới thì nó cũng thế cả thôi Đây là một đôi giày mình mượn tại The Fire Monkey Thì hiện tại bên đó họ đang bán với mức giá là 1 triệu 390 nghìn Là 1,390 Nhưng mà mua thì các bạn Mình sẽ có một cái mã À, không phải giảm giá mà Lên mà được tặng một cái áo t-shirt như thế này mình đang mặc như thế này một cái áo màu trắng như thế này thì uh, áo này mức giá của nó tầm bán ra tầm 350 nghìn tức là trừ đi gọi cho ví dụ trừ đi chúng ta chỉ có mức giá hơn một triệu một tí đi một triệu năm triệu bốn chục cho một cái mức uh, giá bán ra của cái đôi giày như thế này thì một triệu bốn chục là một cái mức giá mà có thể nói là rất dễ tiếp cận chúng ta nó chỉ bằng giá một đôi BTS running bình thường vậy thì chúng ta sẽ có những cái gì thể hiện như nào trên một mẫu giày Nike như thế này tên của nó chính xác là nike renew run thì cái tên nó lên tất cả tức là mẫu giày này có thể dành để chạy được vậy thì với mức giá như vậy đôi giày này thể hiện là như thế nào như các bạn nhìn thấy thì đây là hình dáng của mẫu giày này nhìn phát là biết nó là giày thể thao rồi là khi mà lần đầu tiên mình nhìn lên cái mẫu giày này ấy, mình nhìn vào phần bộ đế mình cứ tưởng rằng đây là một bộ đế làm từ vật liệu đế là react thôi tại vì những họa tiết của đế nó là mình liên tưởng đến bộ đế react tại vì thường thường những cái đế react của nike nó được cắt gọt theo những cái hình như thế này mình cứ tưởng thế nhưng hóa ra là không phải tại vì nếu như mà mẫu giày này mà dùng đế react thì mức giá của nó sẽ cao hơn rất nhiều chứ không thể nào có mức giá hơn một triệu tí như vậy được và do vậy đây là một cái loại đế foam bình thường một cái loại đế foam khác từ từ Nike nhưng đương nhiên nó vẫn đảm bảo được là chúng ta đi mềm êm và có độ nảy nhất định thì đấy đây là cái đặc điểm đầu tiên thứ hai là đây là một mẫu giày thể thao mà nó sẽ làm từ cái vải mesh không phải là vải knit bình thường Nike họ có công nghệ vải dệt cao gọi là Flyknit hoặc là một số loại knit cao hơn nữa tới từ những đôi giày chạy hàng đầu. Thế nhưng mà với mẫu này chúng ta dùng vải mesh. Do vậy là những cái đặc điểm thiết kế của một mẫu giày như này thì nó mình nghĩ rằng là nó hoàn toàn dễ hiểu ở một mức giá hơn một triệu. Do vậy cho nên là nếu như chúng ta cần mua một mẫu giày tới từ chỉ thương hiệu Nike thôi hơn một triệu tập gym được chạy được thì đây là một trong những sự lựa chọn đáng giá. Bây giờ mình sẽ mô tả chi tiết vào mẫu giày này. Còn lại ấy, làm thế nào để được tặng áo kiểu như mình đang mặc này? hoặc là mức giá cụ thể mình sẽ để bên dưới phần mô tả video với mẫu này thì mình nghĩ là phần màu sắc này của nó rất là dễ đi tức là màu black dưới trắng trên đen một số điểm nhấn là màu đỏ như này cũng đơn giản thôi mà đúng không? còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết thực ra thì mình thấy cái hộp của sản phẩm này cũng là một điểm cộng dành cho nó tại vì như bạn thấy đây là hộp dành riêng cho cái dòng giày là Nike Renew này. Và bình thường ra chúng ta thường thấy là họ sẽ tận dụng những hộp màu cam khác hoặc là những cái hộp màu đỏ trắng khác. Còn bây giờ họ có một cái hộp dành riêng cho Nike Renew. Và bên trên chúng ta cũng sẽ có hai màu trắng cam, màu cam là chủ đạo và những cái họa tiết ở cái phần đế giữa nó như thế này. Và các cái thông tin thì chúng ta sẽ có ở các mặt và cái mặt nhiều màu trắng hơn này chính là cái mặt mà chứa thông tin chính của sản phẩm chúng ta sẽ có tên nó là Nike Renew Run và cái size ở đây là size 8 US, 7 UK và 26 cm chân với size Euro là 41. Với cái việc chọn size của mẫu Renew này thì các bạn nên bắt đầu từ cộng thêm nửa size với người chân bình thường và cộng thêm một size với người chân bè múp. Tức là như thế này, bình thường mình đi đều là đi 8 US, các cái mẫu dài bình thường hết nhưng mẫu này mình cần đi 8,5 tức là cộng nửa. Còn nếu mà các bạn chân bị bè hoặc là bị múp ấy thì nên đi 9. Đó, các bạn thì chắc hiểu ý mình, mẫu này làm tại Việt Nam Ok, và bên trong thì chúng ta sẽ có là như sau Đây, à, đây là chiếc giày bên chân phải Thì như các bạn thấy, những cái mẫu giày Nike đều rất dễ nhận ra Khi mà cái dấu phẩy sút này nó thường được đặt ở bên hông Một cái vị trí rất là dễ nhìn Và với cái mẫu này thì chúng ta sẽ có phần màu sắc là màu black Tức là đế nó màu trắng và bên trên thân thì màu đen Nhưng mà ở đây có một cái suốt với lại cái viền màu trắng Đó, đây là cái mẫu giày có mức giá rất tốt tới từ Nike và đây là chiếc bên chân trái với lại một cái mark. Chữ này không biết là chữ Nhật hay chữ Hàn, ở mình cũng không rõ lắm. Đó, ok. Xét về cái phần dáng giày ấy, thì chúng ta thấy được luôn là cái mẫu giày này nó mang hơi hướng của giày chạy khi mà nó có một cái thiết kế rất là dễ hiểu. ở cái phần đế này, chúng ta được vuốt lên, vuốt lên đặc biệt là ở phần phía trước và phía sau vuốt lên một chút. Đầu tiên là về khối lượng ấy, thì lần đầu tiên cầm lên mẫu này mình thấy là nó cũng khá là nhẹ. Để mình cân xem chính xác là nó nặng mấy lạng đây là một chiếc giày size 8 US thì các bạn có thể thấy là nó nặng là 295 gram đây là một khối lượng cũng khá là ok với 295 gram và với hơn một triệu thì chúng ta đã mua được một mẫu giày có thể nói là một mẫu giày thể thao tốt tới từ Nike và cũng như mình đã nói lần đầu tiên mình nhìn đến cái bộ đế này với những vân đế này mình lại cứ tưởng rằng là mẫu giày này làm từ React và React thì sao lại có cái mức giá nó tốt như vậy thế thực ra nó không phải là React đây là một cái mẫu đế foam không phải là chất liệu nổi tiếng nào tới từ Nike mà mình thấy là nó là một cái chất liệu uh, nó cứ gọi cho nó nó là một cái loại uh, nó nửa foam nửa cao su bình thường ấy thì cái phần êm và cái phần mềm cũng như phần nảy của nó là vẫn có hoàn toàn ok và đây là một cái mẫu giày mà những cái họa tiết vân đế vân đế giữa này các bạn nhìn thấy nó rất giống những vân đế của những cái mẫu giày uh, Nike React mới có thời gian gần đây đấy những cái vân này nhìn chúng ta cứ tưởng là React nhưng mà không phải là React đâu nó là một cái foam bình thường một cái loại đế giữa bình thường đặc điểm thứ hai khi mà mình nhìn cái phần đỏ đỏ này mình cứ tưởng nó là một cái khung nhựa cứ tưởng nó là một khung nhựa nhưng không phần đỏ đỏ này nó nằm luôn ở cái phần đế giữa này và nó chất liệu nó cũng giống như là những phần màu trắng này chỉ là nó sẽ có màu đỏ thôi và đây chúng ta thấy được dập chìm giống chữ nike renew và cái phần phông chữ renew này nó cũng rất là tròn nó theo kiểu là uốn lượn giống như là những cái vân này Đấy, những vân bên dưới này và ngoài ra thì ở đế ngoài này chúng ta thấy được một vài chi tiết cũng khá hay thứ nhất là chúng ta sẽ có bốn cái mảng cao su màu đen một hai ba bốn với bốn cái mảng này thì nó sẽ tạo sức kéo tốt, ma sát tốt và độ bền tốt dành cho cái mẫu giày chạy như thế này. Và để tập luyện thể thao hay chạy thì chúng ta cũng đều cần một cái đế giày có ma sát tốt và độ bền cao. Thì cái phần đế cao su ngoài với lại những cái vân rãnh này mình thấy là ok, ma sát và độ bền là ok. Những phần trắng này thì đương nhiên là nó vẫn thuộc phần đế giữa và những phần lõm này nó là những cái phần mà thuộc cái phần đế giữa thôi nhưng nó được sơn màu, đơn giản nó được sơn màu thôi chứ không có gì đặc biệt cả. Với những phần lõm này thì chúng ta cũng có thể đi check-in nhẹ nhẹ checking nhẹ nhẹ kiểu là nó cũng sẽ cho độ bám khá là tốt đấy thì những đây là những phần mà nó được làm lõm ở phần gót hàng chân sau và phần giữa hơn nhiều hơn là ở phần đầu này thì đấy những phần màu đen này sẽ là những phần cao su đấy logo sút được dập chìm ở phía này ok đế giữa thì thực ra là không có gì quá đặc biệt nó sẽ là một cái đế mà có một cái độ mềm êm vừa phải cũng có độ nảy nhất định và dùng để đi bình thường và chạy đều tốt rồi ok Tiến lên phần upper bên trên thì chúng ta sẽ có một cái phần vải mesh Thì sẽ có rất nhiều những lỗ lớn nhìn thấy được ở đây Như các bạn có thể thấy thì chúng ta sẽ có nhiều lỗ lớn Và với những cái lỗ này thì chúng ta sẽ có cái sự thoải mái về vận động hơn Và các bạn nhìn thấy cái phần này nó rất là hẹp Phần này rất là hẹp Thành ra là nếu như mà các bạn đi thêm tất và đi đúng size Cái mẫu dài này thì phần này nó sẽ cực kỳ bị bó Do vậy cho nên là mình mới nói là các bạn nên cộng thêm Bắt đầu cộng thêm từ nửa size đối với lại cái mẫu Renew này và các cái phần vải mesh đó nó kéo dài toàn bộ cái thân upper bên trên Ngay ở đây thì chúng ta cũng thấy được những phần chỉ trắng được ẩn bên trong cái lớp vải mesh Ở bên ngoài vải mesh màu đen bên ngoài bên trong có những lớp chỉ trắng đan xéo xéo với nhau như vậy Thấy đúng không? Những lớp màu trắng trắng ấy. đó Thì logo scoot như mình đã nói thì đây là một cái đường viền màu trắng được trải ở phía cả má trong và má ngoài của giày Cùng với đó thì bên cạnh đây chúng ta sẽ có rất nhiều những đường chỉ màu đỏ rích rắc zích rắc Và nó là những đường chỉ nối giữa cái phần vải mesh và cái phần da màu đen này phần da màu đen này thì nó là một phần da nó được đệm thêm một cái gì đó bên trong để cứng hơn để giữ trụ chúng ta chúng ta tốt hơn và đơn giản như vậy thôi chứ không có gì đặc biệt cả ở đây nó không có trụ nó không có khung bằng nhựa thành ra nó phần cứng cứng này để giữ cho chúng ta tránh bị lật chân nó phần gót này khá là cứng về lưỡi gà thì đây là một đôi lưỡi gà rời thực tế ra thì chúng ta hy vọng nhiều những đôi lưỡi gà rời cho cảm giác đi thoải mái hơn nhưng mà đôi này thì nó cũng cho cảm giác là nó sẽ hơi bó một chút Như vậy thì kể cả bó ở đây Rất là bó về lưỡi gà Chúng ta đều nên cộng size với mẫu Renew này Và chính vì lưỡi gà rời thành ra là chúng ta cũng Cái việc xỏ dày và gỡ dày nó cũng rất là dễ dàng Cái phần đệm của lưỡi gà này theo mình là vừa đủ êm Nó không quá dày, không quá mỏng Và lưỡi gà cũng là tổ hợp của một cái phần là vải mesh Rất là thoáng Đó các bạn thấy được đúng không? Rất là thoáng Và hệ thống buộc dây thì cũng đơn giản thôi Nó là 1, 2, 3, 4, 5 những cái lỗ như này để buộc dây đó, cũng không có gì khó hiểu cả à, Về cái lót trong thì đây là cái lót Mình sẽ lột nó ra Nó là một cái lót foam Thì với cái lót này chúng ta sẽ có một cái lót foam bên dưới màu xanh lá à, Xanh lá nhạt nhạt và bên trên thì màu đỏ cam Và cái tem thì nó được đóng, được dính vào phía này Như bạn thấy đây thì chúng ta sẽ có 8, 7, 41 và 26 Mã là CK6357005 Đó, được đóng ở phía bên dưới như thế này để mà xét một cách đơn giản và dễ hiểu thì mình cho rằng đây là một ứng cử viên rất là sáng giá ở trong mức giá hơn 1 triệu trong một đôi giày chạy một đôi giày thể thao Nike chính hãng. Chúng ta hình dung là như này, à, có rất nhiều giày thể thao Nike, có rất nhiều giày chạy Nike, nhưng mà nếu như mà chúng ta chỉ có hơn 1 triệu thì không có quá nhiều sự lựa chọn. Tức là với hơn 1 triệu đó, chúng ta có thể mua được cả nhiều hãng như là Mitis, Peak, Lightning, Anta 361 rồi thì vân vân và mây mây. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta muốn mua một cái đôi giày tới từ một hãng giày thể thao hàng đầu thế giới như là Nike ở một mức giá rất là rẻ tức là đâu đó dưới 50 đô tức là khoảng hơn một triệu tí thì rõ ràng là không có quá nhiều sự lựa chọn và để mà hơn một triệu chúng ta có một có một cái mẫu giày tới từ thương hiệu Nike như thế này và thể hiện nó như thế này thì đây là sự lựa chọn sáng giá rồi chứ không có quá nhiều lựa chọn ở mức giá này nữa. đương nhiên là việc mà các bạn có 3 hay 4 triệu thì mua Pegasus, Pegasus Turbo hoặc là Nike React nó quá dễ dàng rồi. Thế nhưng mà khi chúng ta có một nửa số tiền đấy thậm chí là chưa đến một nửa thì để mà mua Nike là không hề dễ. Như vậy thì có thêm một sự lựa chọn trong mức giá hơn một triệu như này mình nghĩ là không có nhiều khi để có được mẫu giày như thế này để mà mua. Tức là theo mình thì thời điểm này nếu không mua thì mình nghĩ mẫu này nó cũng sẽ hết tại vì về sau so, chúng ta cứ thử hình dung đi những bạn mà đã có nhiều kinh nghiệm chơi dành lâu năm đi chúng ta có khoảng hơn một triệu mua giày nike nào đó là một câu hỏi khá là khó trả lời nhá chứ không phải dễ đâu mua đôi giày nike nào với mức giá hơn một triệu mà chơi dùng để chơi thể thao được ấy. tập gym được chạy được thì nói thật là tính đến bây giờ mình thấy có mỗi mẫu này là sáng giá này nike renew đó và link của sản phẩm này cũng như là cái link tặng áo và hướng dẫn để được tặng áo mình sẽ để bên dưới phần mô tả video cảm ơn các bạn đã theo dõi còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại